Chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fastca, trung tâm mua bán xe ô tô được quay sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Hôm nay Mai về cho các anh chị một chiếc xe 7 chỗ gầm cao, máy thoáng, một chiếc xe mà rất nhiều anh chị cô chú mình tìm kiếm luôn. Fortuner máy dầu số tự động đời 2021, chuẩn xe gia đình, ít đi, chủ giữ kỹ nè các anh chị. Xe này thì đi mới có 2-3 nghìn km thôi, full lịch sử bảo dưỡng hãng nha. Trang bị cho mình đèn bi led rồi nè các anh chị. Trời ơi, mối nối hết ghê chưa, phần nhựa đen còn đẹp nè, sơn si đồng màu liền lạc nha. Và lớp zin theo xe, gai vỏ dày vui luôn, gai gió tua tủ nè, mâm đúc hợp kim, không có trầy gì hết. Đét vỏ là tuần thứ 11 năm 2021 các anh chị. Đăng kiểm đường bộ mình còn tới tận tháng 6 của năm 2025, vô tư xài luôn. Dán phim về mưa, bể bước, lót sàn, bọc trần đầy đủ rồi. Và có lên luôn cho mình camera hành trình của Vietmart. Cái dòng cam này cũng xịn sò lắm, anh chị mình lấy về xài thôi. Nửa thất ghế da còn mới nha, ghế lái, ghế phụ chỉnh điện. Sàn là lót hai lớp, vừa simili vừa 5D, nẹp chống trầy bên trong. Đúng là chủ kỹ thì những cái chi tiết mà hao mòn, những cái chi tiết dễ trầy xước là đều được ốp, là được giữ rất là kỹ càng luôn. Hay cái vỏ sau này cái gì không? Dày cui luôn nha. Sơn si đồng màu rất là đẹp luôn á, không có trầy xước gì luôn các anh chị. Kem lùi nè, kẽ miếng lùi nè, sơ cua xe này chưa hạ luôn, gầm bệ như mới các anh chị. Fortuner thì quá quen thuộc rồi, chủ yếu là chất xe còn đẹp là bập liền. Đúng màu, phong thủy, đúng sở thích là lấy liền ha. Dòng này bên Mai về bán nhanh lắm, nên anh chị nào xem video mà ưng xe thì tranh thủ chốt sớm nha. Coi nè, cái sàn này simili lót tặng ra sau, 5D lót full như thế này luôn. Hàng ghế thứ ba thì rất là ít xài, gấp gọn lên như vậy các anh chị. Bọc trần ni lông, trần ni lông thì mà thấy nó dễ chịu và dễ xài lắm. Dòng này máy dầu số tự động tiêu hao nhiên liệu khoảng tầm 7 cho đến 8 lít cho 100 cây. Nội thất ghế da còn mới ha, hộp gió là mát đến từng hàng ghế luôn. Đây, lên phía trước cho các anh chị xem thêm mấy cái option nè. Ôi, cái chìa khóa mà chưa tháo siêu như thế này nè, biết giữ chi luôn á trời. Odo đúng chuẩn 2-3 nghìn km nha. Đây bảo dưỡng hãng nè, hẹn tiếp theo là 25 nghìn km bảo dưỡng tiếp theo. Vô lăng may da, những cái chi tiết không màu còn đẹp nè. Cruise control, lấy số tay trên vô lăng. Táp lô nè, ủi kỹ chưa, nước hoa nè. Đây cái cam nè, cam hành trình trước sau các anh chị. Ở đây thì có dàn lạnh tự động luôn. Con số nè, trụi ốp nè, ốp gỗ nè. Eco mode, power mode nè, cân bằng điện tử nè, đầy đủ luôn. Rồi ra phía trước kiểm tra cho các anh chị phần động cơ nha. Dòng này thì option của nó không phải như Santa Fe hay là Sorento đâu, nhưng mà nó đi cùng 5 tháng các anh chị, nó bền lắm luôn á. Bây giờ mà phải nói là rất nhiều anh chị khách hàng của Mai đang tìm kiếm những cái dòng mà Fortuner từ 2015, 2016 á, mà hàng đó rất là hiếm nha, cực kỳ hiếm luôn. Nên là anh chị nào mà thích cái sự bền bỉ, thích cái sự bền bỉ, không có hỏng vặt nè, đời cao nữa, lấy ngay xe này. Về keo chỉ ốc ác nè, cái gì đó nguyên zin nguyên bản luôn, nguyên zin nguyên bản luôn. Xe bên Mai thì cam kết cho mình là không tai nạn, không ngập nước, không làm máy, nên là các anh chị cứ check test thoải mái. Khi mua xe qua sử dụng thì đưa vào chính hãng check test đúng cam kết thì nhận xe, thanh toán ký mua bán nhé. Đây rồi, xe này có hỗ trợ trả góp luôn, tài chính các anh chị chuẩn bị đâu đó khoảng tầm 350-400 là lấy xe được rồi. Hiện tại thì Mai cũng còn Fortuner máy xăng số tự động hai cầu đời 2017 và 2019. Anh chị quan tâm những xe kia thì nhớ đăng ký theo dõi kênh của Mai. Thích video này cho Mai xin một like. Về bên Mai cũng đang cần thu mua rất là nhiều xe qua sử dụng. Các anh chị có xe không có nhu cầu sử dụng thì để lại cho Mai nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.